Trên tay của anh là một chiếc đồng hồ Slava 17 chân kính, chiếc đồng hồ với thiết kế cực kỳ độc đáo. Chiếc đồng hồ này thì thuộc dạng hàng hiếm mọi người, rất là hiếm trong đồng hồ Liên Xô. Hầu như những bạn mà chơi đồng hồ Liên Xô thì rất là hiếm mà bạn nào mà sở hữu được chiếc đồng hồ này, kể cả nhìn thấy cũng đã rất là ít rồi mọi người nhé. Đây là một chiếc đồng hồ độc đáo ở chỗ là chiếc Slava nó rất là ít khi mà có chiếc đồng hồ nào có hai kim. Chiếc đồng hồ này chỉ duy nhất có hai kim và nó thiết kế cực kỳ là mỏng. Nên mọi người xem này, nó thiết kế cực kỳ là mỏng. Bộ vỏ của em nó thì đây tiền AU20 này. Bọc vàng tiền AU, nó ghi rõ bọc vàng này. Ở trên như cái này luôn. Thì cái nắp này thì nắp thép và là vỏ là bọc vàng. Chiếc đồng hồ này hầu như là còn nguyên vẹn, hầu như còn nguyên vẹn luôn mọi người nhé. Nó xem lục này, mọi thứ này. Đẹp, mộng mơ, nguyên rinh nguyên bản. Tất nhiên là những cái chiếc đồng hồ của anh là nguyên rinh nguyên bản này. Mọi người xem, dòng chữ Slava này kết điều với là cái dòng chữ 17 chân kính này, 17 cam nhé. Và ở góc 6 giờ thì dòng chữ là Sijanover CCP. Và cái mặt số chiếc này thì nó sản xuất vào những năm khoảng 60 60 đến 70 đấy mọi người, còn nguyên vẹn luôn. Chiếc đồng hồ cơ có cực kỳ là độc đáo, cực hiếm mọi người nhé. Size này nó size 35, hàng hiếm. Và chắc chắn một điều là những bạn mà chơi đồng hồ Liên Xô sưu tầm cũng rất là hiếm có được chiếc nha. Mọi người xem cái vỏ của nó đặc biệt nhé. Đây nó liếm góc những cái chỗ này, độ mỏng thì này. Nó mỏng tương tự như là chiếc đồng hồ Pontiot hoặc là Sofa hoặc là Lut 23 chân kính này. Cái loại đó thì rất là nhiều, còn loại này thì cực hiếm. Mọi người xem nhìn là biết này. Nó hầu như là cái tình trạng của nó là còn nguyên bản, còn nguyên xin, chưa bị tróc mẻ gì. Gần như là nó được nằm trong tủ của quả sử dụng.